mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời, bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký. Bạn muốn hẹn hò, cậy nhờ ông Mai, bà mối trợ giúp. Nếu được thoát được ế, cảm ơn vạn lần, em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. Em làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ, quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ, mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm. Em học dược trung hay là? Dạ, dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc, mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn. Học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân để kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y, nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. Xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét á hả? Dạ đúng rồi. Người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tính tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của em. Tính tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó. Dạ. Không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ, bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có mối tình nào luôn. Dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có, thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen khoảng bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu, nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái thì sao? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất, dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Công tác cũng xa rồi lăng nhăng. Lăng nhăng hiện nữa. Được. Rồi ơi, bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Chào em gái xinh đẹp. Dạ, chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ, tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. Lúc đăng ký mà muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ, chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. Dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi, coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên luôn. Anh tưởng đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ, người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Không có đô lắm à. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bạn nữ bên kia cần biết gì? Em cần biết gì ạ? Giống như là hẹn hò người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó. Dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được còn dạ. Gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực tự gì?
Ngực bự là ưỡn sao? Ngực, ưỡn ngực cái bự. Dạ ưỡn lên hả? Ưỡn có bự không? Cỡ anh Quỳnh Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chi vậy? Tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực cực bự chi vậy em? Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đựng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Không, không, cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, rồi. Dạ, vậy là dạ. Chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. À đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha. Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, giờ người ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại một tí ạ. À, bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. À, mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp. Dạ, luôn. Dạ cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào? 10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất đi chỉ tiêu, giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu rồi. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn, với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Móng gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần à. Ủa, làm nó mà... nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ. Ủa, làm dạ. Xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Ờ đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng size của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. À. Em thấy thường thường trai mà để móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay vậy nè. Đứng lên đi kiểm tra coi. Dạ. Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Rồi em đủ tự tin em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ, tự tin được. Thì được. Bạn nói bên kia bạn có kêu là có đào tạo. Huấn luyện đào tạo đó vậy. Em cũng đăng ký đi học rồi. À, được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. À, dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Linh. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. À, theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? À, tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô dẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. À, để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cũng... cầu gì nó không cô? Dạ yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. À, dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn, nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. À cô chào chú. Dạ. Rồi bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng mà, là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Yeah. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Em cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè. Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau.
tiến lại gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia nhau sao, đúng không? Dạ, tiến tới phía trước đi cô. Nó... Chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? À? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau, nhưng mà quê ngoại của Nhân là chính thức là cũng ở miền Tây, Long An. Nếu như mà mình có duyên á, về làm xuôi với nhau. Hôm nay cũng muốn là đi xa để tìm hiểu mà về chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó. Trời ơi, cũng... dễ thương quá à. Dễ thương quá. Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió này, có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được. Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp, em rất là xinh. Anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi, nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ưỡn ưỡn ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái đúng này rồi. Thì mình cái này thì bỏ được bình thường. 2 năm nữa thì có sao quá không? Anh tính 1 năm. Tại giờ nữa. Em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình, còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ. Cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thuốc tây khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa, trời ơi. Thì sao em tính chưa? Là 2 năm, em đi làm 2 năm tại em. Dạ nghĩ 2 năm là sẽ đủ. Vốn tiền thuốc tây theo em khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi ạ. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lại. Trời ơi. À, không tới đâu, thấy không tới em đâu. Nghĩ là hơn á anh. Anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn vậy đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu. Nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi. Thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp. Tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ, thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu ạ. Dạ. Anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca không? Làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực à, làm cực lắm ạ. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Nhiều hả? Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì dạ. Đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp. Dạ vì anh giao tiếp thường mấy thùng mà. Trời ơi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt. Thôi không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nữa đâu. Bạn gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết hả? Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? Không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha.
Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. À, tốt. Nguyên nhà nãy giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi, thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình, hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ, vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt, nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà. À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi ơi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai của cô gái đưa cái má nhẹ quá. Trời ơi, nhẹ nhàng thế lắm. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha. Cảm ơn. Rồi xin mời em giới thiệu. Cảm ơn anh chị chương trình hôm nay đã có buổi gặp mặt giao lưu. Em xin giới thiệu, em tên là Bùi Hoàng Kim, tên thật là Kim. Và đi đâu người ta gọi cũng là Hoàng Kim hết. Mà cuộc đời chưa thấy vàng đâu. Chỉ thấy vừa hoàng là vàng, kim cũng là vàng. Tiền vàng, cuộc đời nghe tên toàn tiền vàng. Em năm nay thì 33 tuổi. Ở quê quán thì nguyên quán thì bên Thái Bình. Xa Thái Bình từ năm 13 tuổi, học ở ngoài Hà Nội 13 năm. Và xong rồi vào trong miền Nam này cũng được 12 năm rồi. Ủa em học ở Hà Nội là em gia đình em chuyển lên Hà Nội hay sao? Có một mình em ra Hà Nội thôi. Ờ, đi học trường chuyên hả? Không, đi học mấy cái trường cấp 2, cấp 3 xong rồi đi học cao đẳng. Chắc ngày xưa quậy quá cho nên Hà Nội không, học đúng không? Ngày xưa là cha mẹ mất sớm nên đâm ra mình tự thân mình đi. Bây giờ là em sống trong Hậu Giang một mình. Bây giờ trong có nghĩa là hơn 20 năm là sống một mình hết chứ chưa. Vậy hả? Người họ hàng, ông bà là mọi người họ ông bà thì toàn lớn tuổi quá nên là đi sớm rồi. Mình là con cháu út trong nhà nên ra là nhỏ tuổi nhất. Vậy hả? Các bác là năm nay cũng 80-90 là cũng đi hết rồi. Vậy em có anh chị em gì không? Có thì anh chị thì có 3 anh chị. Anh chị ngoài Hà Nội hết đi làm trong ngành nghề nhà nước hết. Còn mỗi mình là đi dân kinh doanh. Thì mà lạc trôi xuống tận Hậu Giang vậy? Ờ, thì từ nhỏ. Không, Hậu Giang thì chắc đi đường không, từ gần nhỏ thì rất thích trong miền Nam. Khí hậu trong này nó rất là thoải mái so với ngoài Bắc. Ngoài Bắc thì thời tiết rất là lạnh, nhưng là rất là sợ lạnh. Nên là mới trốn vào trong này. Và cũng ý định thì nếu mà sau này thì khi nào già quá thì mới về quê thôi, chứ còn sẽ không có về quê. Nếu mà sau này em về già em về quê, quê em chả còn ai quen với em nữa. Đúng, còn mấy đứa bạn thôi. Còn mấy bạn bè thôi. Bạn thì cũng chả bao nhiêu, là tại vì em ở Hà Nội, học ở Hà Nội xong rồi không, thì bây giờ vẫn còn các bạn bè bên ngành bán mắt kính chưa. Nhưng mà có báo xem là đạt nó có em có nếu không đạt thì mình sẽ chỉnh lại. Có nghĩa là các bạn tham gia buổi casting ngày hôm nay thì ngay sau đây thì có thể là ngày mai, ngày mốt gì đó thì chương trình sẽ có thông báo cái kết quả của buổi casting ngày hôm nay qua mail hoặc là Zalo của các bạn nha. Nếu như mà lần này chẳng hạn như mà mình chưa có nhận được cái thông tin ấy, thì có nghĩa là có thể là mình đang thiếu một cái chút gì đó, chẳng hạn như sự tự tin này, sự vui vẻ, sự nhiệt huyết của mình thôi. Nhưng mà yên tâm, không có sao hết. Tất cả mọi thứ thì các bạn khi nhận được cái thông báo của ngày hôm nay thì các bạn sẽ chuẩn bị trước những cái giấy tờ xác nhận, như là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, các bạn còn đang độc thân chưa, ký kết hôn với ai, hoặc là cái giấy xác nhận công việc của các bạn để chuẩn bị sẵn cho chương trình, để mình khi nào mà có các lịch thi hành phát là mình sẵn sàng, mình nộp các giấy tờ để mình được tham gia. Nếu mà cái giấy đấy là mình giấy chụp cái giấy phép đăng ký kinh doanh nữa. Đúng rồi, nếu mà đang có thì có thể em nộp cái giấy, có thể là sẵn. Hay là mình lấy cái mã số thuế của mình. Không, bây giờ vậy nè, có nghĩa là chỉ cần là các bạn có làm việc
đàng hoàng nghiêm túc thì bên mình sẽ có cách để hỗ trợ cho các bạn xác minh. Có cái số chứng minh, mã số thuế. Miễn là em đi làm công việc đó thật thụ, có những bạn bán trái cây ở ngoài đường đẩy đi đâu có ai xác nhận đâu, thì mình cũng sẽ xác nhận được cho các bạn ấy, nên em yên tâm. Tại vì cái này là mình về cái chương trình tạo cái sự uy tín và tin tưởng cho đôi bên. Các bạn nam phải nộp giấy tờ đó thì các bạn nữ cũng phải nộp nha, chứ không phải chứng minh thư là có cái mã số thuế đăng ra là cái mã số thuế luôn. Đúng rồi. Thì em có cái mã số thuế hoặc là đơn giản là nếu như em có cái giấy phép kinh doanh thì em cung trực em gửi cho bọn chị cũng được, không sao hết nha. Còn em có đi làm thật thụ như là em báo. Còn bữa nay thì các bạn cá xong, các bạn có thể đi về. Rồi bên mình sẽ là thông báo cho các bạn, chỉ thông báo cho những bạn đậu thôi nha. Cho nên bạn nào ví dụ cá xong về thấy im re thì thôi mình hiểu rồi, mình có thể nộp đơn đăng ký lợi, mình luyện công, mình nói chuyện, bữa nay mình cá mình biết rồi nè. Đó, để mình tự tin hơn, mình vui vẻ hơn nha. Rồi và tới vòng trong đó thì sẽ có người liên lạc để mà nói chuyện với các bạn thêm ha. Rồi đừng lo phần giấy tờ, chỉ cần là các bạn chuẩn bị, các bạn chịu khó làm là được. Đúng rồi, cái này cái thứ nhất, cái thứ hai á, là chia sẻ ở đây với các bạn luôn. Có nghĩa là hôm nay mình đã dành một cái khoảng thời gian cũng không phải là ít, tại vì đi cũng khá là xa đến đây để các bạn tham gia casting. Tức là các bạn đã thể hiện cái sự nhiệt tình của mình với chương trình và chính với bản thân các bạn luôn. Là mình cũng mong muốn mình tìm kiếm một nửa của mình. Thì nếu như khi các bạn nhận được những cái thông tin mà mình ok, mình đã vượt qua cái vòng casting của chương trình rồi á, thì chương trình có yêu cầu các bạn làm những cái giấy tờ rồi các check những cái lịch ghi hình sắc giới của các bạn. Nếu các bạn tham gia được hoặc các bạn nhiệt tình thì các bạn cũng báo lại là ok, các bạn sắp xếp được. Hoặc là các bạn không tham gia được, chẳng hạn như vừa nãy chị có nói giỡn với em là nếu như em bước qua khỏi đây đúng không, em gặp một cô gái nào đó em cứ hẹn ngỏ, đấy là việc duyên của tụi em, tới lúc nào tụi em nhận lúc đó. Thì khi mà mình có một đối tượng hoặc khi mà mình bận rộn quá, mình không có tham gia được, mình không sắp xếp được và mình không có cái khoảng thời gian, chẳng hạn như em nói là tháng 10 em mới quay lại đúng không, tháng 10 em mới về đất liền được, ok tháng 10 em đi về nha chị. Hoặc là ví dụ như mình không xác định được thời hạn khi nào mình có thể tham gia được chương trình, thì mình cứ báo với chương trình là tạm thời cho mình hủy cái lịch này để chương trình không có tháng nào cũng liên hệ lại với các bạn để không phải chờ nha. Nói chung là cứ khi nào các bạn thực sự sẵn sàng và sắp xếp được thời gian thì mình cứ song phẳng đôi bên với nhau để đỡ bị gọi là trời ơi ngày nào chương trình cũng gọi cho tôi đã không muốn tham gia rồi, nhưng mà mình lại không nói với chương trình là tôi không muốn tham gia. Thì chương trình thì cứ nghĩ là các bạn đang bận thôi, thì tháng sau chương trình lại gọi lại cho các bạn, thì như vậy là các bạn cảm thấy phiền đúng không, là các bạn cứ cảm thấy là trời ơi đã không muốn tham gia rồi, đừng làm ơn đừng gọi nữa, thì chỉ cần nói với chương trình một câu là em chưa sẵn sàng để tham gia, khi nào sẵn sàng tham gia em liên hệ lại với chương trình sau ha. Không sao hết nha, mình đây là duyên của mình mà, chương trình mai mối nghiêm túc chứ không phải là ép các bạn đi quay, không phải là ép các bạn lên chương trình ha. Rồi Kim tiếp đi em. Rồi tiếp, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Địa chỉ là quê quán ở Thái Bình, còn địa chỉ thì hiện tại là đang bán mắt kính ở Hậu Giang, thị trấn Kinh Cùng Hậu Giang. Mắt kính là em có cửa hàng luôn đúng không? Có cửa hàng đó, đo mắt kính luôn, bác sĩ khám luôn đúng không? Có nghĩa tự làm tất cả luôn. Nói chung là chuyên ngành bên mắt kính. Có nghĩa các tiệm mắt kính ở xung quanh các tỉnh là đều có quen biết. Ngon vậy ta. Mua của em 293 này hoặc là 893. Là em bán ở đâu luôn hả? Hai thằng em. Em bà cọ, em bà cọ, hai xã hội. 293 là em đo mắt cận đầu luôn đúng không? Tất cả các cận, các cái kia đầy đủ hết. Giờ nếu mà bên chương trình có mua nhu cầu mua kiến có giảm giá gì không em? Tặng luôn. Tặng. Tại vì chị hỏi mua giảm giá thôi, em tặng chị đỡ em mang tiếng. Chứ cần giảm giá nó khó lắm. Thôi giả bộ làm giảm giá đi, chị cảm thấy an tâm. Không, tặng thì bao giờ nếu là như dân Thái Bình của mình ấy, cái nào mà xài được thì mình muốn tặng người ta, còn chứ không cho cái đồ vớ vẩn đấy, nó mất đi. Đúng rồi, đương nhiên là đã cho thực tế là coi là làm cái vớ vẩn đó. Bán thì có thể là bán hàng đều được, nhưng mà tặng là phải tặng xịn. Bán nó tùy từng cơ chế, tùy từng tiệm, tùy từng cái. Ý là chị đang nói nó chung chung á, tức là nói như em nói là nói mà nguyên tắc làm người đó. Mình bán tại vì giá tùy từng loại giá, mà giá rẻ cũng có thể bán hàng đều được mà. Đúng không? Nhưng mà đã tặng người ta, em đã mang tiền em tặng người ta, đúng rồi. Em phải tặng hàng xịn chứ. Đúng rồi, tặng người ta. Thế tôi nói đúng mà, nguyên tắc làm người. Nguyên tắc làm người, ghê quá à. Rồi trong này có thấy ưu điểm mà, sao em ghi ưu điểm là ham chơi game em? Ưu điểm chỗ nào ta? Ưu điểm gì chơi game? Chơi game từ nhỏ đến giờ. Là chơi giỏi lắm hả? Chơi từ năm 1993 đến giờ. 93 là em mới có 8, 9 tuổi hả?
chơi từ lúc 4-5 tuổi. Mà em chơi gì? Chơi con tra, bấm nút với con tra. À, ngày xưa có mấy cái TV biết đó, tôi có chơi Mario kia, cái kiểu đấy hả? Con tra cứu mẹ, con tra. Là chơi, chơi bắn mấy con chim. Có cái súng bắn. Mà bà chơi trò con gái quá, người ta chơi con tra, đồ hết hai người chạy giải. Đấy là cái thời ngày xưa thì tuổi nhỏ. Ngày xưa nó chỉ có mấy cái trò đấy thôi. Rồi bây giờ chơi tới bây giờ luôn. Bây giờ thì vẫn còn, vẫn còn chơi. Liên minh đồ này nọ thì sao? Bà chơi qua liên quân thôi. Ừ, liên quân gì đó đúng rồi. Rồi, ủa mà sao em nghĩ đây là cái điểm mạnh của em hả? Là nó điểm mạnh là chơi game thì tôi biết rồi, nhưng mà nó tạo ra được cái gì không? Cái gì không? Chơi game thì nó cũng không giải quyết được gì, nhưng mà điểm mạnh nhất là mình chơi game thôi. Còn thực sự thì mình đỡ phải chơi mấy cái bài bạ khác. Mình thì không có cái sở thích về cái hút thuốc không, ăn nhậu thì cũng không, tại vì ai rủ thì mình đi, nhưng bình thường mình không bao giờ tự mình nhậu được. Đúng rồi, dành thời gian toàn bộ cho chơi game. Okay. Đôi khi hơi ngang bướng mà là sao em? Ngang bướng thì thời nhỏ thì nói em mình sẽ nói mình rất không nghe. Có nghĩa mình có thể là mình cãi lại lúc đấy. Nhưng đến bây giờ thì mình nói chung là mình cái tính mình vận hành ngược lại. Là người ta nói gì kệ, mình lúc nào mình gật đầu chứ mình không bao giờ mình đáp trả kệ. Sao có sự chuyển biến đó vậy em? Tại vì tuổi mình cũng rất là nhỏ, không còn như trẻ trâu như thời ngày xưa là ai nói cứ nhảy cồ cồ lên để cãi cho bằng được. Chứ bây giờ mình không bao giờ tranh chấp. Nên là mình đi buôn bán kinh doanh lúc nào mình phải nhẹ nhàng, bất từ khách hàng đến người gặp đến người nọ người kia là mình phải nhẹ nhàng nhất. Rồi, chia sẻ về đường tình duyên của mình đi Kim. Về đường tình duyên thì cũng rất nhiều mối tình rồi, nhưng mà toàn người ta tán mình chứ mình chưa. Đâu kể một vài cái gọi là nó. Cái mối tình đầu tiên là năm lớp 9. Là lúc đấy là thời đấy là em đi làm sao đỏ cho người ta, sao đỏ cho chấm chấm điểm các ai có đeo văn quàng hay đeo nó cái gì là đeo huy hiệu hay là mình chấm. Xong đến đợt cuối năm đấy là thi lên lớp 10 thì mình đang chuẩn bị dắt xe đi về thì tự dưng có một cô gái ở lớp 9 lớp khác lớp dẫn một người bên một bạn nữa ra nói chuyện, mình bỏ lặng nói chuyện riêng. Người ta nói mình là bây giờ có người thích bạn, bạn có thích phải không, thì mình rất hồn nhiên mình không. Nhưng mà tự dưng bạn thấy bạn to mập quá, thấy bạn dữ quá. Người đấy ngày xưa con trai thì rất là nhỏ, so với con gái là rất là nhỏ, bằng tuổi rất là phát triển rất chậm. Xong thì mình ở xong mình quay đi, người ta giận giận thấy đấy là mình không ưa thích. Xong cái mối tình đấy thì chỉ dẫn nhau đi ăn chè, đi chơi thời giao hưu, chắc giao hưu. Có đến nhà người ta đến ngoài cổng chứ không vào trong nhà. Xong đến khi lý do vì chia tay là mình thi được vào trường công lập ở ngoài Hà Nội. Còn bạn đấy thì đi vào dân lập, thời đấy thì viết thư rất nhiều, đến khi anh chị em trong gia đình mọi người viết thư rất là nhiều, xong hay trêu chọc, đâm ra là thời còn nhỏ. Thì biết là chẳng là mấy cái chị nghĩ là em vô tha thì nghe không? Tặng chị hả? Thiệt sự luôn. Tặng chương trình. Tặng chị. Rồi chị cảm ơn nha. Cảm ơn em. Thôi nói bạn lần sau mua hoa sáp đồ đi nha. Không, với bạn nam mà có tham gia chương trình á, mình tặng hoa sáp. Rồi nếu mà có gì mà tặng ký được không? Cũng được hả? Thế hai chị đều cần không? Tại vì lý do tham gia chương trình này thì trước năm 2016 ấy đã gặp anh Quyền Linh một lần. Chị có thấy em Huyên này mà em Huyên gặp ở đâu, gặp anh ở đâu? Gặp anh ở Trần Đề, lúc đấy anh đang làm chương trình Vừa Lên Chính Mình. Trần Đề là ở đâu ta? Trần Đề Sóc Trăng. Anh rất giản dị và làm rất là ok, mình là rất là quý anh đấy. Rất giản dị và khi chương trình anh đôi khi anh thấy gian lận cho người chơi. Gian lận. Em xin gian lận nhất từ nay. Nhưng mà cái đấy là gian lận cho người chơi. Rất quý, tại vì trong rất những người mà hoàn cảnh rất là nghèo khổ. Anh còn lấy ngả nó anh đi xung quanh như xin tiền cho mình. Xong anh còn thấy trong cái nó ít tiền của anh lại móc túi ra anh bỏ thêm vào cái thời đấy. Là ngưỡng mộ anh Linh. Rất ngưỡng mộ anh Linh. Cũng muốn tham gia chương trình. Còn như bây giờ thì không có một thần tượng, trước giờ là không có thần tượng nào ai hết. Không có thần tượng hay là ái nguyện kẻ con trai gái như không có thần tượng. Có nghĩa là cũng không thần tượng gì, sở thích gì đấy. Nhưng em chỉ thích duy nhất anh Quyền Linh thôi. Rồi, mình ok, mình chia sẻ tiếp về cái đó thì sau đó là bị chiêu chọc nên chia tay đúng không em? Cũng không phải vấn đề chiêu chọc là khi mình học công lập với người ta dân lập. Nói chung là thời đấy thì điện thoại không có. Thì cả Yahoo thì cứ ra quán nét thì đôi khi lúc lên mạng cũng không. Thì cả nó cái tuổi trẻ. Xong đi đến khi vào cấp 3 thì lúc đấy thì mới đầu vào thì người ta nhỏ mình, người ta cho mình làm
làm lớp phó lao động. Nhưng sau khi thời gian tập quân sự thì mình được lên là lớp trưởng. Là mình lúc đấy thì mình cũng thay đổi khác, mình là học sinh gương mẫu. Nhưng mà sau này mình là gương mẫu nhưng mình lại là sinh cá biệt. Gương cái thời đấy là có chơi Yahoo quen một cô bé, thì cũng cô bé sau đấy thì mới đi tán cũng như chỉ vì đứa bạn thôi. Cũng ra cái quán nét gặp thấy người đấy lên mạng đấy, còn chê với thằng bạn là bảo thằng cô này xấu quá thôi về đi. Nhưng mà thằng bạn nó lại bảo là thôi mày hy sinh để mày đi để kiếm cho tao cái cô bạn gái này, cô bạn nó cùng nó đẹp. Sao mình lúc đấy mình hy sinh của mình để mà tán cô đấy. Thế là tán cô đấy là cũng nói là tán nhưng mà thực ra là người tán mình. Rồi cái tình yêu đấy thì cũng được một thời gian thì cũng đi. Tại vì người ta nhà mặt phố. Còn mình thì học sinh thì mình vẫn ở cái chỗ quận, huyện nhỏ. Xong rồi một thời gian sau là biết là người ta quen người khác. Lúc ấy cứ tự động chia tay, đến 7 năm mình cũng không yêu ai. Còn đi vào đây thì gặp rất nhiều mối tình thì cũng không đến được đến đâu. Đa phần thì gặp những cái cô nó trẻ quá. Rồi nói chung là từ bé đến giờ là chưa một lần đi tán gái mà toàn để gái tán mình. Toàn được gái tán. Toàn bị gái tán. Bị gái tán. Bị gái tán. Rồi, bây giờ mình thích tìm một người như thế nào đây Kim? Em thích một người đơn giản thôi. Ngoại hình, tả cho chị ngoại hình công việc. Ngoại hình thì nói chung là tầm 1m55 trở lên. Tính tình hoạt bát, dễ nói chuyện. Tại vì mình bên kinh doanh, buôn bán thì cô nào trách nhiệm nhanh để còn về kinh doanh buôn bán được. Cái ngoại hình thì ưa nhìn một xíu. Tại vì mình buôn bán cái mặt. Tức là tiện. Em muốn là tìm một bạn gái và sau này về quản lý, xong rồi về sẽ làm việc chung với em đúng không? Về quản lý cửa hàng. Nó này là tìm người gọi là về chung quản lý chung. Về bán hàng với ấy cho mình. Một công đôi việc ha. Chứ không cần thiết cô đấy có công việc gì, không cần thiết là người ta có việc gì không cần thiết. Không cần bằng cấp trình độ nhé. Em có nhân viên không hay em tự làm? Em có nhân viên. Em là người trực tiếp đo về ấy. Em làm có nghĩa là em làm từ A đến Z. Còn có nhân viên chỉ ở đứng bán hàng, đứng cho đẹp cửa hàng thôi, lau dọn. Đẹp lắm các bạn. Vậy là nhân viên nữ à? Nhân viên nữ. À. Nhưng mà ý là hiện tại là em chỉ có một cửa hàng ở dưới Hậu Giang thôi hả? Hiện tại thì có một cửa hàng nhưng mà tương lai là cũng tương lai là lấy thêm vợ. Lấy vợ là sẽ mở thêm một vài chi nhánh nữa. Mở thêm chi nhánh, xin lỗi chị nói lộn. Sao nói lộn nói lại có gì đâu ạ? Nghe quá chết à. Thêm thì tốt rồi. Rồi, mình không thích xăm hình đúng không? Không, xăm thì bình thường thôi. Ủa rồi, mà xăm rồi nên nhưng mà hồi nãy dùng ông kia. Mà xăm nhiều chỗ nó kỳ bí quá thì thôi, thấy rất là sợ. Xăm ít thì được đúng không? Xăm thì bình thường nhưng mà không đeo khuyên mũi hay là không đeo khuyên. Khuyên nhiều quá. Khuyên lưỡi, khuyên môi. Đấy là ghê quá, đấy là sợ quá. Tai thì được rồi đúng không? Tai thì bình thường, cái đấy cứ như là người phụ nữ Việt Nam như thế nào thì mình chấp nhận như thế. Chứ còn mấy cái nó khó quá thì mình chịu. Em muốn cô nào cũng chưa lấy chồng, chưa từng lập gia đình. Ừ. Tuổi tác thì sao em? Tuổi tác thì nói chung tầm 9x đến 2K2 trở lại. Nên bằng tuổi em hoặc là lớn hơn em 1 tuổi được không? Không lớn hơn. Bằng tuổi thì được. Bằng tuổi được nhưng mà nhỏ quá, lớn hơn thì không ấy. Nói chung là kiểu mà. Nhưng mà em đang ở Hậu Giang thấy người miền Tây được không? Người nào cũng được. Cứ biết là ok. Bạn sống một mình mà. Người em hiện tại miền Tây này em ở một mình hả? Em ở một mình. Em mua đất ở Hậu Giang, mua nhà Hậu Giang rồi em hả? Chưa, không em thân tăng thuê tiệm thôi. Em xuống Hậu Giang bao lâu rồi? Mới từ Hậu Giang tầm 6 năm. 6 năm, còn trước như cái này em ở đây? Ở Sài Gòn, nói chung là nhiều tỉnh lắm. Có nghĩa đi dọc Nam Bắc giờ là đi rất nhiều. Em học ở Hà Nội là từ lớp 7 đúng không? Lớp 7 đến cao đẳng. Cao đẳng em học trường nào? Trường cao đẳng công nghiệp Việt Hung. Công nghệ Việt Hung. Khoa kế toán. Còn ngành kính là ngành truyền thống của gia đình, có từ lâu đời. Anh chị em bạn bè tất cả ngành truyền kính là từ lâu đời rồi. Vậy là về sau này em phải đi học thêm về mắt rồi đo mắt. Cái bằng khúc xạ đấy có. Bằng khúc xạ bằng trung cấp y và ấy là có hết. Rồi. Ok. Dạ, được rồi ha. Ok rồi, nếu mà được vào vòng trong thì các chị còn làm nội dung em kỹ hơn nữa. Dạ, cảm ơn. Hôm nay chị mới chỉ là sơ lược thôi. Dạ. Chúng ta đây còn kỹ hơn nữa, mẫu người như thế này là mới còn ít thôi. Bố này là bán người hò quanh. Rồi ok. Được rồi, cảm ơn em đã rồi đó. Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình.